Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 3, trang 84 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là: vẽ phác hai đường thẳng A và A phẩy vuông góc với nhau và viết ký hiệu. Thì ở đây, đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ đường thẳng A. Sau đó dùng thước thẳng hoặc là dùng eke chúng ta sẽ vẽ đường thẳng A phẩy vuông góc với A. Vậy chúng ta ký hiệu góc vuông. Như vậy chúng ta có ký hiệu là đường thẳng A vuông góc với A phẩy. Đến đây thì chúng ta đã trả lời xong câu hỏi số 3, trang 84 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.